Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay, nhà Phương Đông xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự một tầng phong cách tân cổ điển, mang mã số L1-2218. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L1-2218, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mỗi nhà, có kích thước chiều rộng là 16,1m, chiều sâu là 14,0m, diện tích sử dụng khoảng 175m2, ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Mỗi biệt thự gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh tế, độc đáo nhưng cũng rất gần gũi, ấm cúng với đầy đủ tiện nghi. Từ sảnh chính bước vào, các bạn sẽ tới phòng khách cực rộng rãi, có diện tích 32,3m2. Đây là không gian quan trọng để gia chủ đón tiếp những vị khách quý khi ghé thăm. Chính vì vậy luôn được chú trọng thiết kế tỉ mỉ. Các bạn có thể thấy trên hình, phòng khách không được chúng tôi bố trí quá nhiều đồ nội thất để giữ lối đi rộng mở và tập trung tâm điểm vào bộ sofa gỗ tự nhiên ở trung tâm. TV sẽ được đặt trên kệ ở đây và quay về hướng bàn trà. Đặc biệt, phần vách tường được thiết kế ốp gỗ và đá cao cấp, mang tới vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và đồng bộ cho tổng thể không gian. Chúng tôi cũng đặt thêm các chậu hoa tươi nhỏ, giúp thu hút nguồn sinh khí tốt lành, đồng thời mang tới sức sống tươi mới. Bên cạnh nguồn ánh sáng tự nhiên thì các kiến trúc sư cũng không quên bố trí hệ thống đèn chiếu sáng phù hợp, giúp căn phòng luôn sáng sủa và ấm cúng dù ngày hay đêm. Phòng thờ 13,6m2 được bố trí nằm góc bên phải phía trước nhà, với ban thờ dựa tường quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy. Phòng thờ ở đây sẽ giúp gia đình rất dễ dàng mỗi khi thắp hương, dọn dẹp hàng ngày hay bày đồ lễ cúng mỗi dịp lễ Tết mà không cần di chuyển quá xa, đồng thời vẫn đảm bảo được sự yên tĩnh, trang nghiêm và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các không gian khác. Hệ cửa sổ quay ra hai hướng cũng sẽ giúp phòng thờ đón được ánh nắng và có sự thông khí tốt, nên sẽ không hề có cảm giác bí bách hay một nhà sư gia chủ có dùng nhiều hương khói hàng ngày. Đi vào bên trong này là khu vực bếp ăn diện tích 26,2m2 với toàn bộ phần kệ tủ, bàn ăn đều được sử dụng chất liệu gỗ, làm chủ đạo, tạo sự thống nhất và đồng bộ với nội thất trong nhà. Bếp nấu, bàn ăn được bố trí gọn gàng, rất thuận tiện khi sử dụng. Ngoài ra các kiến trúc sư còn bố trí một tủ đứng kết hợp với tủ trưng bày rượu ở đây, vừa gia tăng diện tích sử dụng, lại vừa có tác dụng như món đồ trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Khu vực này được thiết kế có cửa đi riêng dẫn ra sảnh phụ, giúp gia đình tiện hơn mỗi khi đi chợ, đi đổ rác hay ra sân sau, đồng thời cũng mang tới ánh sáng và gió tự nhiên để không gian thông thoáng và không bị ám mùi. Một ưu điểm lớn của những mẫu biệt thự một tầng đó là các phòng công năng cùng nằm trên một tầng trệt duy nhất, vì vậy các thành viên sẽ có điều điện để trao đổi nhiều hơn, giúp gia đình thêm phần gắn bó hạnh phúc. Đặc biệt, mẫu thiết kế vô cùng phù hợp với những gia đình có người già trẻ nhỏ, vì không cần leo trèo lên xuống nhiều, tránh được những bất tiện và tai nạn có thể xảy ra. Các bạn có thể thấy trên hình, mẫu nhà có 4 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ chính lớn nhất có diện tích 20,2m2 dành cho vợ chồng gia chủ, được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 3,8m2, rất kín đáo và sạch sẽ. 3 phòng ngủ còn lại có diện tích lần lượt là 12,5, 13,5 và 14,8m2 thì sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung diện tích 4,3m2 ở đây, cũng rất thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Các phòng ngủ đều được thiết kế với nội thất gỗ, màu sắc và trang trí phong cách tân cổ điển nhẹ nhàng, mang tới cho các thành viên không gian nghỉ ngơi thoải mái và riêng tư. Như vậy, các bạn vừa được tìm hiểu sơ qua về cách bố trí các phòng công năng. Tiếp theo đây hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về căn biệt thự này nhé. Công trình được xây dựng trên một quỹ đất rất rộng mở, với ưu điểm lớn về thời gian thi công, kinh phí và đặc biệt phù hợp với xu hướng sống xanh. Căn biệt thự tập trung vẻ đẹp vào hình khối, được biến tấu từ phong cách tân cổ đăng đối, cân xứng thường thấy thành dạng phá cách hơn, với các đường nét trang trí đơn giản, không có quá nhiều chi tiết nhưng vô cùng tinh tế, mang đến sự nổi bật và ấn tượng khác biệt. Tổng thể công trình được sử dụng gam màu trắng kem với vẻ đẹp tươi sáng làm chủ đạo, kết hợp màu xanh dương lịch lãm của hệ mái thái, cùng những đường phào chỉ nhẹ nhàng điểm ở các vị trí cửa sổ, viền mái, mang tới một tổng thể hài hòa, tinh tế và thống nhất. Hệ bậc ngũ cấp dẫn từ sân vào nhà được lát đá granite màu sẫm đối lập, khung phần chân đế nâng cao, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Hệ thống cột trụ tròn mềm mại giảm bớt đi sự thô cứng của các đường nét bê tông đồ sộ, đồng thời vẫn mang lại nét khỏe khoắn, rắn chắc và cổ kính phù hợp lạ kỳ. Các kiến trúc sư của chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý trong việc thiết kế hệ cửa với chất liệu nhôm kính cao cấp đan xen quanh diện tường vô cùng độc đáo.
cửa nhôm kính sinh pha có độ cứng cao giúp tăng được khả năng chịu lực và đảm bảo an toàn cho biệt thự. Phần cửa sổ tạo hình nửa lục giác bên trái, tạo điểm nhấn, cùng với đó là sân chơi, lan can, ban công thiết kế thông thoáng, giúp không gian có cảm giác rộng mở và gắn kết không gian trong, ngoài hơn. Hệ mái thái được lựa chọn cho công trình, có màu xanh tạo sự tương phản độc đáo và độ dốc lớn, nên không chỉ làm rất tốt các chức năng thoát nước, chống ngấm rột, điều hòa không khí tốt, mà còn mang tới vẻ đẹp thẩm mỹ nổi bật. Với phần diện tích cho không gian sân vườn khá lớn, các kiến trúc sư đã khéo léo quy hoạch khoa học, hợp lý, mang tới cảnh quan sinh động, đẹp mắt. Xung quanh biệt thự, những khóm hoa, thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, mang tới sức sống xanh mát, cùng với đó là chài nghỉ, hồ cá, hứa hẹn sẽ là góc thư giãn thoải mái sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Sân chơi được lát gạch màu ghi sạch sẽ, thuận tiện cho di chuyển, vệ sinh và các hoạt động ngoài trời. Có thể khẳng định ngôi biệt thự sang trọng này sẽ mang tới cho cuộc sống của gia chủ một hơi thở mới vô cùng tuyệt vời. Nếu các bạn mong muốn một không gian sống độc đáo và phù hợp thẩm mỹ như vậy thì hãy liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được chúng tôi tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.